mua xe cuối năm có sợ đắt hay không? Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Đạt Xe Tải đây. Một cái câu hỏi mà có lẽ rằng ai ai cũng quan tâm, ngay cả bản thân như chúng tôi cũng là những người bắt đầu tiếp cận với những chiếc xe đầu tiên thì cũng rất mong muốn mua được một chiếc xe giá tốt về dễ bán hơn. Nhưng điều này phải trả lời như thế nào để cho nó sát đáng và hợp lý nhất thì ngày hôm nay tôi sẽ tư vấn và chỉ rõ hơn cái điều này. Và liệu mua xe tải cũ vào cái thời điểm cuối năm này nó có hợp lý hay không, và chúng ta nên chọn xe và mua những dòng xe nào để dễ dàng kinh doanh khởi nghiệp và đạt được cái mục đích lớn nhất, đó là tạo được cái tài chính mang về thu nhập cho gia đình mình. Thì chúng ta đi vào chi tiết chủ đề ngày hôm nay. Thì một cái điều quan trọng hơn khi đi mua xe tải cũ và trước khi đặt ra câu hỏi là mua xe có đắt hay không, đó là chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi rằng nhu cầu chúng ta mua xe thực sự đã đáng hay chưa. Đấy, đã đáng hay chưa? Cách đây hơn 3 năm về trước thì tôi cũng giống như bạn bây giờ, và cũng là một người bắt đầu từ con số 0 thôi. Cho nên là cái việc chọn xe nó sẽ rất dễ nếu bạn đã có xe rồi, đã từng trải rồi. Nhưng thực sự nó sẽ vô cùng là một cái sự mạo hiểm khi bạn mới bắt đầu đi tìm kiếm những chiếc xe đầu tiên để bắt đầu vào công việc. Cái câu hỏi là mua đắt hay không, thực sự nó sẽ rất đắt nếu chúng ta không biết một chút gì, kể cả kiến thức về ô tô. Có những trường hợp như sau mà chúng ta không nên mua xe. Dù bạn có mua được xe giá rẻ, hay là bạn có mua được một chiếc xe tốt, hay bạn có mua được một chiếc xe mà giá không rẻ nhưng chất lượng nó tốt, đó là chúng ta sẽ không mua xe khi mà chúng ta vẫn còn hỏi cái câu hỏi đó là mua xe gì. Mua xe bây giờ thì không biết rằng có ai có mối hàng cho mình chạy không nhỉ? Đấy câu hỏi đầu tiên. Mua xe mà không biết rõ rằng mình mua xe để chở hàng gì. Và câu hỏi thứ hai đó là mua xe này thì liệu rằng 1 tháng 2 tháng nữa mình bán nó có lỗ không nhỉ? Tại vì là bây giờ mình mua xe mình cần xác định luôn cái việc bán đi, thì chắc chắn rằng đỡ làm sao lục. Mua xe mới mà bán đi ngay nó đã lỗ rồi, nhưng mua xe cũ mà bán đi ngay thì chắc chắn vẫn sẽ lỗ. Và nếu bạn mua nhầm một chiếc xe lỗi thì lỗ càng thêm lỗ hơn. Và lỗ ở đây đó là lỗ lớn nhất, đó là bạn mất đi cái tâm thế để mà đầu tư vào một cái lĩnh vực khác. Cuộc đời này sẽ có biết bao nhiêu lần để chúng ta mà làm lại nữa, cho khi đến khi nào khi chúng ta làm lại liên tục, nhưng đến một cái độ tuổi mà dường như cũng cao rồi bạn lại khởi nghiệp lại, thì đôi khi nó sẽ rất mất nhiều thời gian và cả tiền bạc nữa. Cho nên mua xe có đắt hay không thì phải trả lời cái câu hỏi trước đó là mua xe để làm gì, liệu có đáng hay không. Và thời điểm cuối năm thường là thời điểm mà cái thị trường xe con thì dường như là nó sôi sục luôn. Và thời điểm năm nay này, dường như ngày xưa cách đây hơn 2 năm thì tôi cũng kinh doanh chủ yếu là xe con, nhưng sau đó tôi chuyển dần sang cái dòng xe tải, và đặc biệt là dòng xe tải Kia. Sau đó thì năm nay thì dòng xe con dường như cuối năm này cái nhu cầu để mà phục vụ đi Tết nó nhiều hơn rất là nhiều so với các năm, mọi năm luôn. Có thể do ảnh hưởng của Covid, hoặc có thể do là bây giờ cái nhu cầu về sức khỏe của người dân của chúng ta cần đảm bảo nhiều hơn, người ta suy nghĩ hơn. Những cái dòng xe tầm 100-200 triệu người ta mua rất là nhiều, Morning E10 mua rất là nhiều. Nhưng cái dòng xe tải này, và mọi năm vào cái thời điểm tháng dương, tháng 10, tháng 11, tháng 12 bắt đầu là dòng xe tải nó xuống chậm rồi. Nhưng còn năm nay tôi đo lường vào 2 tháng, 3 tháng gần đây ấy, thì cái tỷ lệ đi mua những cái dòng xe tải, đặc biệt là những dòng xe tải nhẹ tầm 9 tấn đổ xuống rất là nhiều, 9 tấn đổ xuống rất là nhiều, không phải nói là từ 2 tấn 4 đổ xuống rất là nhiều. Và đặc biệt dòng Kia như năm ngoái thời điểm này một ngày tôi bán đâu đó khoảng một xe, nhưng đâu đó năm nay thì một ngày đâu đó cũng phải về các địa phương tầm 2 đến 3 xe, thậm chí nhiều hơn. Thì cái tỷ lệ vào cuối năm như năm nay thì cái thị trường dòng xe, đặc biệt là dòng xe tải Kia, nó sẽ giữ nguyên, nó không đổ.
nó không rẻ. Thậm chí nếu mà chúng ta đợi, chờ đợi, cố gắng chờ đợi để mà giá xe hạ nhiệt xuống vào thời điểm đầu năm, thì chắc chắn rằng đầu năm nó sẽ rất khó mua xe và rất khó mua được xe giá rẻ. Tại vì sao? Tại vì bản thân hiện tại đây, hiện tại nhá, hiện tại những người thợ như tôi cũng phải mua vào cái đầu vào giá nó đã cao rồi. Hiện tại tôi đang bán ra với những mức giá nó khá là bình ổn so với lại mặt bằng chung. Nhưng đâu đó ngay cả bản thân mình phải mua một cái giá nó khá cao hơn so với thị trường. Cho nên rằng thời điểm cuối năm, nếu nó phù hợp với công việc của bạn thì bạn hãy mua xe. Còn nếu nó không phù hợp công việc mà cái công việc của bạn chưa rõ ràng thì không nên mua xe vào thời điểm cuối năm. Còn đầu năm chắc chắn giá nó sẽ biến động và giá đầu năm nó sẽ cao hơn. Bây giờ không mua được xe là chắc chắn đầu năm bạn cũng sẽ khó mua được xe. Và nếu bạn đầu năm bạn mới đi mua xe, công việc nó mới rõ ràng, thì chắc chắn một điều rằng bạn phải chấp nhận đầu năm mua xe giá nó sẽ cao hơn và rất khó để tìm được một xe ưng ý vào đầu năm. Tại vì cuối năm thì người ta còn dư giả, còn đỉnh lương, nhưng đầu năm ấy khi vào guồng công việc rồi ấy thì vô cùng ai ai cũng cần có xe. Cầu thì nhiều hơn cung, cho nên chắc chắn đầu năm xe tải, dòng xe tải nhẹ nó sẽ có giá biến động cao hơn một chút hoặc khó mua xe hơn một chút. Cho nên cái điều này tôi chia sẻ để bạn nắm được cái tình hình chung để ra được một quyết định đúng đắn nhất. Ở đây tôi không có ý muốn nói nâng cao cái quan điểm rằng là những cái dòng xe này nó tốt, hay là nâng cao quan điểm rằng là bạn phải mua xe ở chỗ tôi hay mua xe ở chỗ khác hoặc đi mua xe ngay đi. Mà ở đây tôi chỉ phân tích dưới cái góc độ mà thống kê vào những cái năm trước và thực tế hiện tại bây giờ, để mà bạn có thể đưa ra quyết định mua xe hay là chưa mua xe, mua xe thời điểm này hay mua xe thời điểm khác. Nói tóm lại là nếu nó là cơ hội, nếu bạn đã xác định rõ ràng cái mục tiêu, cái mặt hàng của bạn thì cứ mua. Tại vì chúng ta mua là chúng ta được biến cái tài sản, biến cái sản phẩm, cái công cụ, cái xe này trở thành tài sản của chúng ta, tạo ra thu nhập cho chúng ta, thì tội gì chúng ta không mua. Còn nếu vẫn còn cái câu hỏi rằng mua xe bây giờ tôi cũng chả biết rằng là bao giờ mới thu hồi vốn, thì chưa nên mua xe bạn nhé. Và đằng sau đây là những cái mẫu Kia K3000. Ví dụ như là những mẫu K3000 này, nhiều anh em hỏi tôi là định giá như thế nào. Thì K3000 thời điểm bây giờ và thời điểm trong năm thì những dòng xe như là 2011, 2012, 2013 nó cứ hơn kém nhau 10 triệu. Nhưng thời điểm bây giờ ấy, ví dụ như là 2011 này, 2011 là 220 triệu, 2012 là 228 triệu, 2013 là 238 triệu. Nó vẫn sàn sàn như thế. Thậm chí là nếu anh em thiện chí khéo mồm vào dịp cuối năm này, ở các salon sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá như salon của mình chẳng hạn, thì sẽ đâu đó đàm phán được một cái mức giá tốt hơn, khoảng đâu đó 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu hoặc nhiều hơn, tùy vào cái độ đàm phán của chúng ta. Thì đó là chia sẻ video clip của tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi, và chúc tất cả quý vị và bạn luôn tự mình tự tin tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Và một lần nữa hãy nhớ cái câu này rằng mua xe gì thì hàng đấy, tiền nào và vải đấy. Và trước khi đi mua xe, chúng ta hãy xác định rõ ràng, một đó là chúng ta là ai để thị trường mua sản phẩm của chúng ta, và hai hãy xác định chúng ta phục vụ ai. Cảm ơn tất cả quý vị và bạn. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai.